Thi cấp trường khối 7, vòng 11, nít 1. Bài thi đầu tiên các em. Vòng 12 con giáp. Vòng này khó lắm các em. Rồi ta tranh thủ giải nhanh nha. Mấy cái nào đơn giản thôi thầy lướt qua rồi. Trên một phẳng tọa độ oxy, xác định tọa độ điểm D để tứ giác là hình chữ nhật. Giờ ta vẽ hình nhanh các em. Bây giờ đi thi thì các em nên có giấy caro ha. Giấy caro ly ngang ly dọc á, thì mình sẽ làm những bài toán về đồ thị nó dễ hơn ha. Còn không thì nó hơi mất thời gian. Rồi giờ thầy phóng to cái này một chút. Cho điểm A 36. 36 ha. Là điểm trên này. Đây. Điểm B 3. 34 ha. Điểm C có tọa độ là -34. Rồi. Như vậy điểm D á, xác định tọa độ điểm D để ABCD là hình chữ nhật. Vậy tọa độ điểm D sẽ là -36 các em. Canh nè, nhìn vô đây là thấy đi. Không. -36. Con cọp. Tam giác AMB cân, các em vẽ hình nhanh còn nháp đi. AMB cân. Cân tại M ha. AMB cân tại M, góc M bằng 68. Như vậy mấy góc dưới là bằng nhiêu? Mấy góc dưới là 180 trừ 68 và chia đôi ra là bằng 56. 56. Trên đường trung trực của AB, lấy điểm N sao cho N nằm trong tam giác AMB. Cái bài này nằm trong khóa học V72 các em nhé. Khi số đo tính, khi đó số đo góc AMN thì nó phân giác ra thôi. Trời ơi, đâu cần tính góc dưới đâu, các em lấy 68 chia đôi thôi. Theo sự cân xứng của tam giác cân thì các em lấy 68 chia đôi là bằng 34 ha. AMN. Con mèo. Nếu y bằng 3 thì x bằng bao nhiêu? Thì nếu y bằng 3 thì ta có là căn x trừ 7 là bằng 3. Như vậy là căn x sẽ phải bằng 10 thì trừ 7 mới bằng 3. Căn x bằng 10 thì x phải bằng 100. Thì căn x nó mới ra 10 được. Thử lại nè. Căn 100 là 10 trừ 7 bằng 3 đó. Con rồng. Cái bài này thì các em thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái này trong khóa học V72 thầy dạy rất kỹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chuyển qua đây là 1, 2, 3, 4, phẩy. Như vậy là dấu phẩy đã được dời qua bên tay phải. Dời qua bên tay phải là 10 chữ số hợp phân. À xin lỗi, 4 chữ số hợp phân. Như vậy có nghĩa là nó phải đem chia cho 10 mũ 4. Mà chia 10 mũ 4 tức là nhân với 1 phần 10 mũ 4. Vậy n bằng 4 các em. 1 phần 10 mũ 4 tức là chia cho 10 mũ 4 thì dấu phẩy nó mới dời qua. Ê, từ từ cẩn thận nha. 1, 2, 4, thử đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các em chia cho 10 mũ 4 nè. Để đúng. Ồ, sai, tí nữa sai. Các em dời từ số 9 qua chứ. 9, 8, 7, 6, 5 là 5 số. Vậy n bằng 5. N bằng 5 ha. Chia lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hình như 4 các em ạ. À, 5 chứ hả? Đúng là 5, xin lỗi. 1. Coi lại coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy lúc đầu dấu phẩy nó nằm ngay cái bên phải số 9 nè. Bây giờ nó dời 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là nó thành 10 mũ 5 nha.
Chỉ 14 năm mới đúng. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín n bằng năm các em nhé. Con trâu x trừ hai bình phương bằng chín, vậy x trừ hai sẽ bằng ba hoặc là x trừ hai bằng trừ ba. Thì nếu x trừ hai bằng ba thì x sẽ bằng năm, còn nếu x trừ hai bằng trừ ba thì x sẽ bằng trừ một. Người ta đòi x âm, vậy các em chọn trừ một nhé. Thử lại nè, trừ 1, trừ 2 là trừ 3, tất cả bình thì bằng 9, không? Con khỉ. Tìm 3 số nguyên, biết rằng bội chung nhỏ nhất của nó là bằng 1260. ABC, bội chung nhỏ nhất 1260. Tỷ số thứ nhất, số thứ hai, cái này làm nhiều rồi. Làm quá nhiều rồi kìa. Rồi, giờ mình làm nhanh nha. Rồi, bây giờ 3 số đó các em làm như bình thường ha. Các em sẽ tìm được số là 63 nè, số thứ hai là 105 nè, và số thứ ba là 36 ha. Đây, cuối tiết rồi thầy giảng lại cho. Con gà. Rồi các em dùng cái kỹ thuật trẻ củi trong khoa học V72, các em sẽ ra được là trừ 1 phần 2000 thôi. Con heo. Đây là bài toán tỷ lệ thuận các em. Các em làm như bình thường nha. Sẽ ra 10 giờ và 6 giờ ở nít trước. Thầy có giải rồi ha. Bây giờ mình giải nhanh thôi. X bằng 2 kìa. Rồi câu cuối. 4 mũ n rút gọn. Ở trên tử các em rút 4 mũ n ra làm nhân tử chung là còn 4 mũ 10. 4 mũ 2 là 16 trừ 1. Ở dưới 4 mũ n ra là bằng 15 kìa. Ở trên dùng tính chất phân phối lấy 4 mũ n ra dùng chung là ở trong ngoặc, còn 4 mũ 2 là 16 trừ 1 là thành 15. Như vậy là kết quả là rút 4 mũ n ở trên và dưới là còn 15 ha. Đề hơi khó các em nha. Ở nít số 2, nít số 3 là thầy sẽ giảng kỹ hơn. Còn nít số 1 thì giảng lấy đáp án thôi. Bài số 2. Đi tìm kho báu ha. Tìm kho báu. Rồi này bấm máy thôi. 3 trừ 2,5 trừ mở ngoặc 5 cộng 1,5 trừ cho trừ cộng bằng trừ 6. Rồi góc A bằng góc M rồi, góc B bằng góc N rồi. Các em vẽ hai tam giác ra. ABC. ABC rồi. M, N, P. A với M, B với M, N và C với P. Người ta cho góc A bằng góc M, góc B bằng góc N. Như vậy cần cạnh AB bằng cạnh MN để bằng nhau cho trường hợp là góc cạnh góc ha. Dễ, câu đó dễ. Dành cho mọi đối tượng học sinh. Tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD có AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn. Như vậy nó thành cái hình bình hành kìa. Hình bình hành nha. Rồi cái bài này nếu các em vẽ hình xong, các em sẽ thấy mình thu được một cái hình thoi ha. Nít 1 thầy giảng lấy đáp án đó các em nha. Còn nít 2, nít 3 thầy sẽ giảng kỹ hơn ha. Vậy các em ha. Nếu các em vẽ xong hình thì nó sẽ ra một cái hình thoi. Hình thoi có hai đường chéo ha. Thì trong hình thoi đó nó gồm bốn cái. Đây thầy về hướng dẫn sơ sơ luôn nè. Hình thoi nè. Đó. Sau khi các em vẽ xong hình nó ra cái hình giống như này nè. A B, C, D đây là D mới đúng. Rồi cắt nhau tại O ha. Đây là O nè. AB bằng BC. Trung điểm mỗi đường như vậy mình có cái tam giác này nó bằng 3 tam giác kia sẽ tạo thành 3 cặp. Vậy mỗi tam giác sẽ bằng 3 tam giác còn lại tạo thành 3 cặp. Như vậy có 4 tam giác thì sẽ là 3 x 4 12.
Nhưng mà thằng này bằng thằng này, hồi thằng này bằng ngược lại vậy, và một cặp nó trùng lại một lần ha. Vậy mình lấy 12 chia đôi là bằng bằng 6 em nhé. Ơ chết 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 chết, từ từ. Còn nữa các em ơi, còn nữa các em. Thầy tính 6 cặp là thầy mới tính mấy tam giác nhỏ thôi. Còn tam giác lớn nữa các em. Tam giác ABC nó bằng cái tam giác ACD bên cạnh là cặp thứ 7. Rồi tam giác ABD nó bằng cái tam giác bên dưới nữa là 8 cặp nha. 8 cặp mới đúng ha. Tiếp tục bài này sẽ khó. Rồi giờ các em nghe thầy giảng một xíu nè. Trong một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đồng hồ ha, thì kim giờ nó đi được 1/12 vòng. Đúng không? Còn kim phút á nó đi được 1 vòng. Còn kim giây nó đi được 60 vòng. Đó, rồi các em lấy kim chia, chia các cái đó cho nhau thì đáp án này là đáp án sai nè. Z phải bằng 720 x mới đúng. Còn đây là x bằng 720 z là sai ha. Thầy nhắc lại, ở nít 1 thầy giảng theo kiểu lấy đáp án, còn nít 2 thầy sẽ giảng kỹ hơn ha. Chữ số tận cùng, cái này thầy luyện kỹ ở ở trong khóa học V7 72 nè. Rồi bài này thì cũng dễ thôi các. Thầy giảng nhanh nhé. 12 mũ 23 thì nó bằng 12 mũ 4 tất cả mũ 5 rồi nhân cho 12 mũ mũ 3. Đúng không? 20 cộng 3 23. À, 12 mũ 4 á, thì đuôi nó ra là 6. Cái này là một số có đuôi bằng 6. Mà số có đuôi bằng 6 thì mũ lên bao nhiêu thì đuôi nó cũng bằng 6 thôi. Như vậy là cái 12 mũ 4 tất cả mũ 5 là ra đuôi bằng 6. Còn 12 mũ 3 thì nó ra đuôi sẽ bằng, nó ra đuôi sẽ bằng là 2 x 2 là 4, 4 x 3, 4 x 2 là 8, thì nó ra đuôi bằng 8 đi. Một số có đuôi bằng 6 nhưng với một số có đuôi bằng 8 thì ra đuôi bằng 8. Vậy ha. Còn 13 mũ 57 thì nó sẽ bằng 13 mũ 4. Đó, tất cả mũ 56 chia 4 mũ 14 rồi nhân cho một cái lẻ 13 lẻ ha. Thì các em thấy nó cũng giống y như trên này thôi. 13 mũ 4 tất cả mũ 14 là 56 rồi, nhưng này nữa là 57. 13 mũ 4 là đuôi ra 1, 3 x 3 là 9, 9, 9, 8, 1 đuôi ra 1, mà mũ bao nhiêu lên thì cũng đuôi ra 1 thôi. Còn số 13 là số 13 rồi ha. Như vậy là nó nhân nhau nó tạo thành một số có đuôi bằng bằng 3. Trên này là một số có đuôi bằng bằng 8. Tương tự như vậy, 14 mũ 23 thì nó sẽ thành là 14 mũ 2 tất cả mũ 11 nhân cho 14. 14 mũ 2 là đuôi ra 6. Rồi 6 có mũ bao nhiêu lên nữa thì đuôi cũng bằng 6 thôi. Đuôi bằng 6 nhân với 14 thì ra đuôi bằng bằng 4. Vậy là cái số này là đuôi bằng 8, số đuôi bằng 3, số đuôi bằng 4 cộng lại thì đuôi bằng 8 cộng 3 cộng 4 là bằng bằng 5. Vậy các em nha. Xong rồi đó. Rồi, thầy chọn luôn. Ở đây thêm một câu nữa cho vui. Vẽ hình. Các em vẽ hình đi ha. Các em vẽ hình ra nhanh nè. Các em sẽ thấy cũng đơn giản thôi. Không có gì khó đâu. Kết quả sẽ bằng 35 nữa các em. Vẽ hình cái này có một bài tương tự thầy dạy ở trong khóa học V82 rồi. À xin lỗi, V72 rồi ha. Giờ thầy vẽ lại cái hình cho các em dễ hình dung nè. Rồi. Bây giờ đường cao BD nè. CE nè. Đó, cắt nhau. Tại Y ha. A B C D và E. Còn đây là điểm Y ha. Góc EID là bằng 101. Đây 101. 101 đây các em. Thì lúc đó các em sẽ tính được cái góc ở bên trên này. Là lấy 180 trừ 101 là bằng 79 ha. 79 mà đây vuông. Tam giác ADB vuông mà góc A bằng 79 á, thì góc B phía trên á, góc B con này, góc ABD sẽ bằng 10, 11. Và trong khi đó là góc DBC, góc IBC người ta lại cho là bằng 24.
thì mình cộng lại là sẽ bằng 30, 35 thôi. Còn tại sao chỗ này bằng 79 á, thì các em tham gia khóa học V72 là thầy có một bài tương tự thôi. Còn bây giờ cuối nít 2 thầy giảng cho. Bây giờ thầy không có thời gian nhiều, tôi thầy chọn đáp án ha. Chọn đáp án. Nít số 2 thầy sẽ giải hết các cái ô này ha. Rồi vậy ta đã hoàn thành vòng thi cấp trường với số điểm là tối đa rồi đó. Hả? Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy nha. Kênh phụ của thầy là vùng nhân luận ha. Các em vô vùng nhân luận wordpress.com, các em đăng ký kênh phụ của thầy cho tôi, mai mốt nó khóa kênh của thầy là các em không có tìm thầy được nữa, là các em không có được học những cái bài giảng bổ ích của thầy nữa đâu ha. Đó, kênh phụ của thầy 475 người đăng ký rồi kìa. Mà các em đăng ký rồi thầy mới hiện ra các cái nội dung bên trong nha. Rồi. Ủa cái gì đây? À bài thi số 3. Bài thi số 3. Mình đã xong đâu. Không. À. 17 lít dầu thì nặng 13,6. Đây là toán tỷ lệ thuận các em. Vậy bao nhiêu lít dầu thì nặng 12. Thì các em lấy 17 nhân 12 chia cho 13,6. Đây là kỹ thuật của toán tỷ lệ thuận ha. 15 lít các em. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn 246. Vậy tiền lãi cũng phải chia là 246 ha. 2 phần cộng 4 phần cộng 6 phần thì bằng 12 phần. Mà tiền lãi là 450 chia cho 12. 450 chia cho 12. Như vậy mỗi phần lãi sẽ được là 75 chia 2, tức là 37,5 triệu. Thì đơn vị thu được số tiền lãi lớn nhất là đơn vị đã góp vốn nhiều nhất là 6 phần nè. Vậy mình lấy 37,5 nó nhân cho 6. 225 triệu cái. Anh bỏ vốn nhiều thì được lãi nhiều. Đó là quy luật kinh doanh rồi ha. Tiếp tục. Các em vẽ hình nhanh. Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao là AH, góc B bằng 38. Tính số đo góc HAC. Góc HAC sẽ bằng 38 luôn các em. Các em dùng định lý tổng ba góc, các em trừ loanh quanh chặt lở ra. Thầy đọc nè. Các em vẽ hình nghiên cứu theo lời thầy giảng nè. Góc B bằng 38 như vậy, góc BAH á, góc BAH sẽ bằng 90 trừ 38 là bằng 52. Rồi cái góc BAH cộng HAC thì bằng 90 độ, tam giác này vuông ở A mà. Vậy góc HAC sẽ bằng 90 trừ 52 lại ra 38 các em nhé. Ở nít số 2 thầy sẽ giảng kỹ hơn ha. Rồi cái này là bài toán tìm quy luật các em, tìm quy luật. Bài này các em phát hiện ra quy luật cũng dễ thôi. Các em lấy mấy cái mẫu em đếm á, 2, 4, 6, 8, 10 vân vân cho tới 2016. Không? Như vậy nó chính là 2 chia 2 được 1, 4 chia 2 được 2, 6 chia 2 được 3, 2016 chia 2 thì được 1008. Số số hạng của cái dãy số này sẽ là 1008. Mấy cái mẫu nó chia đôi ra là nó sẽ đếm giùm các em thôi. Tiếp tục bài này. Bài này các em sẽ tìm ích trước ha. Các em dùng chức năng tìm ích trong khóa học V71. Các em ấn đi 2x mũ 3 trừ 1 bằng 15. Thì ích sẽ bằng 2 các em. 2 mũ 3 là 8 x 2 là 16 trừ 1 là bằng 15. Vậy x của chúng ta sẽ bằng 2. Lúc đó các em thế vào cái công thức đầu tiên là ta sẽ có gì? X bằng 2 rồi nha. X bằng 2 thì ghi ở trên đầu của tôi hồi quên. Đầu óc giờ nó làm sao á ha. Ghi trên này nè. X bằng 2. Vậy là 2 cộng 16 sẽ bằng 18 phần 9. 18 phần 9 mà bằng y trừ 25 chia 16. Rồi các em dùng chức năng tìm y mà thầy đã dạy trong V71. Các em tìm y 9 mở ngoặc. Y trừ 25 đóng ngoặc bằng 18 nhân 16, nhưng chéo mà, bằng 18 nhân 16. Rồi tìm y nha, nhớ báo hiệu cho máy là mình tìm y chứ không phải tìm ít.
y sẽ bằng 57 cái. Rồi cũng lấy cái tỷ số thứ nhất bằng tỷ số thứ ba luôn. Các em làm y như vậy. 18 phần 9 nó sẽ bằng tỷ số là Z cộng 9. Z này, cộng 9 này. Tất cả trên 25. Từ đây thầy sẽ tìm được Z các em. Các em lấy 18 nhân cho 25. Được bao nhiêu chia cho 9. Rồi lại trừ cho 9. Z sẽ bằng 41. Như vậy là bây giờ x cộng y cộng z sẽ bằng 2 cộng 57 cộng cho 41. 2 cộng 57 cộng 41 là bằng 100 các em nhé. Rồi nộp. Muốn cái phân số này lớn nhất thì mẫu phải nhỏ nhất. Mẫu nhỏ nhất thì phân số này mới lớn nhất. Mà mẫu nhỏ nhất thì tùy thuộc vào căn x. Và căn x nhỏ nhất thì bằng 0 thôi. Và lúc đó x sẽ bằng 0. Cái này thầy dạy min max, giá trị lớn, giá trị nhỏ nhất rất kỹ ở V71. Thấy không? Tiếp tục là vẽ hình đi. Trời, bài này quá dễ luôn các em. Góc A trong, góc A ngoài gấp 3 lần góc A trong. Tìm số độ góc A trong nhé. Biết rằng góc ngoài tại đến A là 3 phần, góc A trong là 1 phần. Vậy tổng số phần là 4 phần. Mà hai góc A trong A ngoài cộng lại phải kề bù ha. 0.8, 0.8 chia 4. Vậy là mỗi phần là 45. Vậy góc A trong là 45. Còn góc A ngoài á là bằng 135 ha. 135 thì gấp 3 lần, đúng rồi. Rồi ta thay vô thôi. Người ta cho fx là trừ 2. Như vậy mình có bài toán là gì? Mình có bài toán là trừ 2 bằng trừ x mũ 2 cộng 2. Từ đây các em suy ra là chuyển vế đổi dấu đi. Trừ x mũ 2 chuyển qua trái là thành x mũ 2. Còn trừ 2 chuyển qua phải cộng 2 là thành 4. Vậy x sẽ bằng cộng trừ 2 các em. Hai số này lúc mũ 2 lên đều bằng 4. Vậy ta có là trừ 2 và 2 ha. Y tỷ lệ thuận x theo một hệ số dương. Hiệu các bình phương của hai giá trị là y bằng hiệu các bình phương của hai giá trị y là 400. Hiệu các bình phương hai giá trị tương ứng là x bằng 25. Ôi trời, bài này khó nha. Suy nghĩ xíu. Rồi bài này thầy giảng nhanh như sau các em. Giảng nhanh ha. Hai đại lượng tỷ lệ thuận. Vậy là mình sẽ có là y với x tỷ lệ thuận này. Ở trên là y nó có là y1 với lại y2. Còn ở dưới cũng vậy. Ở dưới là x1 với lại x2. Thì theo đề các em sẽ có là tỷ lệ thuận, đúng không? Như vậy là y1 trên x1 sẽ bằng y2 trên x2, là bình phương lên. Rồi trừ tử trừ mẫu, vậy nó sẽ bằng 400 chia 25 là bằng 16. Vậy hệ số tỷ lệ, hệ số qua cái nick số 2 thầy sẽ giảng kỹ hơn nha. K mũ 2 là bằng 16 nè. K mũ 2 là bằng 400 á, chia cho 25 là bằng 16. Từ đây suy ra K bằng 4 hoặc là âm 4. Nhưng mà ở đây người ta đòi hệ số dương, hệ số tỷ lệ dương. Vậy các em sẽ lấy số 4 cho thầy. Nít 2 thì giảng kỹ hơn. Còn giờ không có thời gian đâu ha. Giờ các em lấy đáp án, các em đi cho nhanh nha. Ồ, đây là bài toán ở trong khóa học V72 thầy đã dạy nè. Ồ, bài này thầy giảng nhanh luôn kìa. Thầy tiện thì giảng nhanh luôn. Giờ thầy có là A trên B cộng C ha. Sẽ bằng B trên C cộng A. Sẽ bằng C trên A cộng B. Rồi thì cộng ba cái tử lại là A cộng B cộng C nè. Ở dưới B cộng C cộng C cộng A cộng A cộng B. Vậy mỗi thứ 2 lần. Vậy là 2 lần A cộng B cộng C đó. Vậy kết quả rút gọn tử mẫu nó sẽ ra là 1/2. Như vậy là A trên B cộng C bằng B trên C cộng A cộng C trên A cộng B và bằng 1/2 luôn. Giờ các em lấy cái đầu với cái cuối nè. A trên B cộng C bằng 1/2. Các em nhân chéo lại B cộng C nhân 1. Như vậy ta có B cộng C là bằng 2 nhân A. Mà B cộng C bằng 2 nhân A thì suy ra là
b cộng c mà đem chia cho 2a, à xin lỗi, chia cho a là nó sẽ bằng là 2a chia a, tức là bằng 2. Vậy b cộng c trên a là bằng 2. Tương tự cái này cũng bằng 2, cái này cũng bằng 2. 2 cộng 2 cộng 2 thì bằng 6. Vậy các em nhé. Rồi. Nick số 2 thầy sẽ giảng cực kỳ kỹ càng luôn. Vậy các em nhé. Rồi. Nhớ vào đăng ký kênh phụ của thầy. Không thôi là mai mốt là không có, mất liên lạc của thầy là không có tìm được thầy nha. Rồi. Các em đợi thầy làm tiếp nick 2 nha.